Thưa quý vị, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 18 người chết. Nguyên nhân là do người sử dụng lao động và người lao động chưa quan tâm đúng mức đến công tác an toàn vệ sinh lao động, còn chủ quan vi phạm kỷ luật lao động. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nhằm hạn chế tai nạn lao động, bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng cho người lao động luôn là vấn đề cấp thiết của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và chính bản thân mỗi người lao động. Giải pháp cho vấn đề này như thế nào là nội dung Gõ cửa ngày mới hôm nay. Vụ tai nạn lao động liên quan đến thiết bị cẩu xảy ra đầu năm nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà thép PEP, thành phố Vũng Tàu đã khiến anh Bùi Văn Viên ra đi mãi mãi. Gánh nặng gia đình vì thế đè nặng lên vai người ở lại. Giờ đây chị Trương Thị Hiền phải làm đủ nghề để nuôi hai con đang tuổi ăn học. Thì mong các doanh nghiệp chú ý về an toàn lao động chặt chẽ hơn cho các công nhân. Không mà lỡ may xảy ra thì khổ nhiều thứ lắm, thiệt thòi cho gia đình rồi thiệt thòi cho bản thân người lao động nữa. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra hơn 260 vụ tai nạn lao động, làm 263 người bị nạn. Trong đó, có 17 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 18 người chết. Đa phần nạn nhân đều là trụ cột của gia đình, nên tai nạn lao động không chỉ đem đến đau thương, mất mát về sức khỏe, tính mạng, mà còn là gánh nặng kinh tế, khó lòng chia sẻ, hỗ trợ đối với nhiều người, nhiều gia đình. Qua phân tích nguyên nhân tai nạn lao động cho thấy, chủ yếu là do người sử dụng lao động không hoặc chưa áp dụng các biện pháp an toàn. Người lao động vi phạm quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn. Điều kiện làm việc của người lao động có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Công tác huấn luyện an toàn lao động, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động của doanh nghiệp chưa nghiêm. Chủ sử dụng lao động lơ là giám sát, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các quy trình làm việc an toàn. Cái đó là do chủ quan của người lao động trong khi làm việc mà đã không chú ý quan sát nên là đã xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy. Sau đó thì công ty cũng đã cho đào tạo lại toàn bộ anh em về quy trình an toàn trong lao động để anh em trong khi làm việc là cẩn thận hơn để không xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc. Cũng theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 41.000 lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh mới ghi nhận hơn 200 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp. Trong đó, phần lớn là bệnh điếc. Nguyên nhân là do việc tổ chức khám chuyên khoa phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại nhiều doanh nghiệp chưa được chú trọng, nên số lượng phát hiện thấp hơn so với thực tế. Trong năm 2021, toàn tỉnh chỉ có 22 cơ sở lao động tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho gần 10.800 người lao động và 175 cơ sở thực hiện quan trắc môi trường lao động với hơn 50.500 mẫu. Con số này thấp hơn nhiều lần so với tổng số lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp phải nghiêm túc tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Đó cũng là cái quy định của pháp luật, của luật an toàn vệ sinh lao động. Thế và bên cạnh cái vấn đề tổ chức khám thì người lao động, người sử dụng lao động cũng phải tổ chức tuyên truyền đến tận nơi, đến người lao động để cho người ta có, từ đó sẽ phát sinh ra cái ý thức tự giác đấy, thực hiện nghiêm túc cái vấn đề phòng hộ cá nhân để bảo vệ cho bản thân, cho sức khỏe của mình. Để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng người lao động, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, an toàn vệ sinh lao động, nhất là tại các doanh nghiệp, công trình xây dựng trọng điểm sử dụng nhiều lao động thời vụ. Qua kiểm tra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Trong thời gian tới, thì Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tiếp tục là phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm cái công tác đó là an toàn vệ sinh lao động và phải tuyên truyền đó là động viên người lao động của mình phải chấp hành nghiêm cái công tác an toàn vệ sinh lao động của nơi mà mình đó là hoạt động tham gia sản xuất. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động chỉ nỗ lực của ngành chức năng thôi là chưa đủ. Chỉ khi doanh nghiệp, đặc biệt là bản thân mỗi người lao động tự nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động thì mới không có những vụ tai nạn xảy ra. Đó là giải pháp tốt nhất để đảm bảo một cuộc sống
một môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.